Cả đời của bạn sẽ không bao giờ còn thiếu tiền nếu như bạn xem hết video này. Hôm nay My sẽ chia sẻ cho bạn 3 bí kíp ứng dụng luật hấp dẫn của môi trường doanh nhân kiến quốc trúc. Trước khi biết đến luật hấp dẫn, My chỉ là một cô gái 30, không tài chính, không mối quan hệ, cũng không sức khỏe và cũng không được hạnh phúc nữa. Có khi nào anh chị đã từng hỏi tại sao người này có siêu xe, nhà lầu, biệt thự, người ta đi du lịch vòng quanh thế giới, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng con cái thành đạt, còn mình thì không? Có không ạ? Và nếu như mà người khác có được những thứ mà anh chị không có thì có nghĩa rằng là anh chị đã không biết cái gì đó mà họ đã có. Và từ khi mà My biết đến bí mật này thì cuộc đời của My đã thay đổi hoàn toàn khác. Đó chính là luật hấp dẫn. Một trong những bí quyết khi mà ứng dụng luật hấp dẫn để biến mọi điều bên trong tâm trí của mình ra ngoài cuộc sống thực tế. Nhưng mà nếu như bây giờ bên trong tâm trí của anh chị không có gì hết thì nó cũng không bao giờ có bên ngoài cuộc sống của anh chị được. Nếu như mà tâm trí của anh chị chứa đựng sự thiếu thốn, sự ganh tị, sự nợ nần, thất bại, e dè, cuộc sống không hạnh phúc, không vui, tức giận thì nó cũng sẽ biến ra bên ngoài cuộc sống của anh chị y như vậy luôn. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người họ không đạt được điều họ mong muốn, bởi vì là họ không biết họ muốn cái gì, họ không có xác định được cái điều họ muốn thì làm sao mà biến ra bên ngoài được. Anh chị có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Anh chị có thể là nhìn lại cuộc sống của mình đi. Nhà cửa, xe cộ, con cái, vợ chồng, có phải là nó đã từng nằm bên trong tâm trí của mình hay không? Lúc xưa thì chúng ta đi học thì chúng ta đã biết được rằng là không có gì trên đời này tự sinh ra và cũng không có gì nó tự mất đi, mà nó sẽ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mấy ví dụ nha. Bây giờ anh chị trồng một cái hạt bắp xuống, nó chuyển hóa thành cây bắp. Vậy thì hạt bắp nó có mất đi không? Không, nó đã chuyển hóa thành cây bắp rồi. Ví dụ như là bây giờ hơi nước đi, nó bốc lên nó tạo thành mây. Mây có mất đi không? Không, mây nó cũng chuyển thành mưa. Mưa có mất đi không? Không, nước mưa thấm vào lòng đất. Vậy thì không có gì tự sinh ra và cũng không có gì tự mất đi. Vậy thì suy nghĩ của bạn nó có tự biến mất hay không? Cảm xúc của bạn nó có tự mất đi hay không? Câu trả lời là không. Suy nghĩ của bạn sẽ không bao giờ mất đi. Suy nghĩ của bạn nó sẽ được tiếp nối ra cuộc sống thực tại của bạn. Nhà cửa, siêu xe, điện thoại hoặc là những chuyến du lịch, gia đình tích cực, hạnh phúc, vui vẻ nó cũng có luôn. Rồi gia đình tan nát cũng có luôn. Một cái sức khỏe không tốt, một sức khỏe lành mạnh hay là một cái sức khỏe ốm yếu nó cũng có luôn. Rồi sự giàu có hay là sự thiếu thốn nó cũng do chính cái suy nghĩ của bạn hết. Bây giờ bạn có thể nhìn lại nha. Có phải lúc bạn buồn thì cuộc sống bạn có thể nào tốt đẹp được không? Có nhiều anh chị nói là tôi không thành công được là do cái này, là do ba mẹ tôi, là do thị trường, là do nền kinh tế, là do tất cả mọi thứ. Nhưng mà không phải do họ là được. Do cái gì ạ? Đây là do cái suy nghĩ của bạn hết. Cho nên cái bí kíp đầu tiên để giúp cho bạn sử dụng luật hấp dẫn thành công, đó là bạn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của bạn. Bạn hãy chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, chịu trách nhiệm với những cái suy nghĩ của mình, chịu trách nhiệm với những cái suy nghĩ của mình là do mình đã gây ra những cái đó. Và bí kíp thứ hai để mà ứng dụng luật hấp dẫn là cái gì giống nhau á thì nó sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Có những cái suy nghĩ giống nhau nó sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Nếu như mà bây giờ anh chị có những cái suy nghĩ thiếu thốn nè, nợ nần nè, thì nó sẽ hấp dẫn những cái sự thiếu thốn, nợ nần đến với cuộc sống của anh chị nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao các anh chị càng trả nợ thì anh chị lại càng có nhiều khoản nợ hơn nữa để anh chị trả đó. Nếu như bây giờ anh chị có những cái cảm xúc không vui hoặc là không tích cực thì anh chị sẽ hấp dẫn những cái câu chuyện không vui, những cái con người không tích cực đến với cuộc sống của anh chị. Nếu như anh chị có những cái cảm xúc thiếu thốn, chật vật, vất vả, nỗ lực, cảm giác là một nạn nhân thì anh chị sẽ gặp những cái tình huống, những cái sự kiện để mà giúp cho anh chị có một cuộc sống y chang như vậy luôn. Nếu như bạn ngày càng nói là tôi cực khổ lắm, công việc của tôi là vất vả lắm, tôi đi làm hoài mà tôi không có tiền, cho nên đó là lý do tại sao cuộc đời của anh chị vất vả đó. Còn người thành công thì họ không có nói vậy, họ nói là tôi làm việc rất là tuyệt vời, tôi làm việc nhàn nhã thảnh thơi mà tôi có rất là nhiều tiền, tôi rất là sướng, số tôi là số hưởng, tôi là xứng đáng hưởng mọi vinh hoa phú quý trên cuộc đời này, thì cuộc sống của họ y chang như vậy luôn. Và có một sự thật ở đây, nếu như mà cái cách suy nghĩ của bạn á, bạn có một cái suy nghĩ cảm giác đủ đầy, cảm giác hạnh phúc, cảm giác giàu có, cảm giác là bạn rất là giàu, thì bạn sẽ hút đúng một cuộc đời dư dả đủ đầy và giàu có như vậy. Vậy thì bây giờ làm sao để bạn có được cái suy nghĩ giàu có và cái cảm xúc giàu có để mà giúp cho cuộc sống bạn giàu có được đây? Vậy thì để làm sao bạn có thể là huấn luyện cho mình có được một cái cảm xúc giàu có nữa đây? Nếu như bạn rèn luyện một mình thì nó chắc chắn là chưa dễ rồi. Cho nên á, môi trường doanh nhân kiến quốc rất có tổ chức một chương trình, đó là bí kíp chinh phục mọi mục tiêu bằng luật hấp dẫn. Chương trình thì sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ mỗi tối trong vòng 22 ngày, và sau 22 ngày bạn đồng hành rèn luyện cùng với My thì
My chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ bước sang một cái trang mới, giúp cho bạn có thể là gia tăng thu nhập gấp 2 nè, gấp 3 nè, hoặc là có thể gấp 5 lần, giúp cho bạn có một cuộc sống đủ đầy. Nếu như bạn thật sự mong muốn thay đổi cuộc đời của mình thì bạn hãy tham gia vào nhóm học tập cùng My nha, hoặc là liên hệ với My để mà đăng ký cho mình một tấm vé tham dự chương trình nhé. Chương trình thì hoàn toàn trao giá trị và không mất phí bạn nha. Môi trường doanh nhân Kiến Quốc Group sẽ có nguyên một cái bộ công thức để giúp cho bạn rèn luyện cho mình những cái thói quen tốt và giúp cho bạn có thể là thu hút tất cả những điều bạn muốn. Hãy rèn luyện ngay ngày hôm nay để giúp cho mình có một cuộc sống tươi đẹp hơn bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video của mình.